Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Đón chào một sinh linh ra đời là thời khắc đong đầy cảm xúc nhưng cũng vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Bất cứ người phụ nữ nào cũng mong được chồng ở bên cạnh chăm sóc và chia sẻ trong lúc vượt cạn. Thế nhưng trong cuộc đời vẫn có nhiều câu chuyện thật éo le. Sản phụ 22 tuổi họ Vương sống tại Trung Quốc đã được người nhà cùng 4 người đàn ông cùng đưa vào phòng sinh. Trong lúc cô sinh con, 4 người đàn ông này đều đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng ngó vào kiểm tra xem tình hình của cô Vương thế nào. Một trong 4 người còn không rõ lý do gì mà ôm mặt bật khóc rất to ngay trước cửa phòng sinh. Cảnh tượng này khiến mọi người trong bệnh viện cảm thấy hoang mang, nhưng ai cũng ngại ngùng, không dám trực tiếp đặt câu hỏi. Khi em bé cất tiếng khóc chào đời, y tá bệnh viện bước ra hỏi, ai là bố của đứa trẻ? Điều bất ngờ là cả 4 người đàn ông đều đồng thanh nhận họ là cha. Rốt cuộc câu chuyện là thế nào? Trái với suy luận của nhiều người, trong 4 người đàn ông này không có ai là cha theo huyết thống của đứa trẻ trong phòng sinh. Hóa ra cha của đứa trẻ là một người lính cứu hỏa, anh đã hy sinh khi dũng cảm xả thân cứu người trong một vụ hỏa hoạn. Khi ấy cô Vương đang mang thai con đến tháng thứ 6. 4 người đàn ông trong phòng chờ này chính là những người đồng nghiệp đã sát cánh cùng chồng cô Vương trong biển lửa. Họ thương xót cho người cha đã ra đi quá sớm, để lại người vợ và đứa trẻ ngây thơ. Cả 4 người đã cùng nhau túc trực ở phòng sinh để người quá phụ trẻ được an ủi phần nào khi không có chồng bên cạnh. Cũng vì họ không muốn đứa trẻ này sinh ra không có cha. Đứa trẻ ra đời thuận lợi, khỏe mạnh cũng là khi cô Vương được đẩy ra khỏi phòng sinh. Người sản phụ tuôn trào nước mắt khi thấy 4 người đồng đội của chồng túc trực bên ngoài. Các anh cũng xúc động không thôi khi nhìn thấy đứa trẻ, thấy bóng dáng của người đồng đội đã khuất trong một hài nhi bé bỏng. Cả 4 người sau đó đã trở thành cha đỡ đầu của em bé, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cô Vương và bù đắp phần nào những thiệt thòi của đứa trẻ. Loại bỏ ống hút nhựa đang trở thành một trào lưu dẫn đầu cho làn sóng sống xanh của giới trẻ, từ đó truyền cảm hứng cho lối sống thân thiện với môi trường. Từ đó, mỗi người đều luôn đặt tiêu chí thân thiện với môi trường khi mua sắm, lựa chọn sản phẩm có chất liệu thân thiện môi trường hoặc có thể dùng lâu dài, tránh đồ dùng một lần khó phân hủy. Nếu bạn vẫn đang phân vân đâu là những loại ống hút có thể thay thế ống hút nhựa một lần, sử dụng và vệ sinh tiện lợi hay đẹp mắt, dưới đây chính là câu trả lời để giúp bạn trở thành một công dân xanh chính hiệu nhé. Ống hút silicone coffee straw, tinh hoa của giới ống hút. Đây là loại ống hút tuyệt nhất mà chuyên trang mua sắm của New York Times bình chọn. Chất liệu silicone mềm này có khả năng cách nhiệt ngay cả khi bạn dùng đồ uống nóng. Ngoài ra, độ mềm mại linh hoạt của ống coffee cho phép bạn nhét ống vào khe hẹp của cả các loại đồ uống nóng vốn thường dùng ống hút nhựa dẹt. Ống hút coffee có màu hồng siêu bắt mắt, hai loại kích thước 18cm và 25,4cm. Và bạn còn có thể dùng kéo cắt để ống có chiều dài mà bạn ưa thích. Sản phẩm có thể dùng với máy rửa bát, nhưng hãng không quên đính kèm một chiếc cọ siêu nhỏ để bạn làm sạch từ bên trong. Và điều tuyệt vời nhất của mẫu ống silicone này chính là nếu sản phẩm bị cũ và không còn dùng được, bạn hãy đốt nó và coffee sẽ bị cháy thành loại tro sinh học có thể phân hủy. Không phải ngẫu nhiên mà đây được mệnh danh là loại ống hút tuyệt nhất khi sở hữu gần như mọi yêu cầu mà người dùng có thể nghĩ ra. Dễ sử dụng, cách nhiệt, thích hợp với cả đồ uống nóng và lạnh, thích hợp mọi địa hình cắm ống hút, có thể cắt tỉa, dễ dàng vệ sinh, đẹp mắt, có thể phân hủy. Có lẽ khuyết điểm cuối cùng của sản phẩm này chính là mức giá 14 USD, khoảng 326.000 đồng cho một bộ 2 ống hút và cọ lau chùi. Ngoài ra dưới đây là một số lựa chọn thay thế dành cho bạn. Ống hút kim loại. Ống hút kim loại nổi tiếng với những ưu điểm cứng cáp, bền bỉ, dễ vệ sinh, đặc biệt cực đã khi dùng cho đồ uống lạnh. Sản phẩm này khá phong phú về hình dáng, ống thẳng hoặc bẻ cong đầu, kích thước ống nhỏ cho đồ uống thường, ống to cho đồ uống có nhân như trà sữa trân châu. Tuy nhiên khuyết điểm của loại ống này là cạnh ống khá sắc và cứng. Tất nhiên kim loại mà, nên ai đó lơ đễnh nhai hay cắn ống hút thì bạn có thể mất luôn một miếng răng hoặc xước miệng.
Ngoài ra, kim loại dẫn nhiệt tốt nên không thích hợp với đồ uống nóng vì có thể làm bỏng miệng. Một bộ ống hút kim loại 4 ống và một cọ vệ sinh có giá 20 USD, khoảng 465.000 đồng. Ngoài ra, loại ống này rất dễ mua ở các trang bán hàng Việt Nam như sạp hàng Chàng Sen, Lazada, Sendo, Shopee. WeBuy cũng đã từng review loại ống hút này. Ống hút kim loại đầu silicone. Đây là loại ống hút được chế để giải quyết các khuyết điểm của ống hút kim loại như có thể làm bỏng miệng, thanh ống cứng, có thể gây tai nạn với người sử dụng. Ngoài ra, phần đầu silicone với màu sắc sặc sỡ vừa đẹp mắt lại vừa giúp bạn dễ phân biệt ống hút của mình với của người khác. Một bộ ống hút 4 chiếc cùng cọ vệ sinh có giá chỉ 10 USD, khoảng 232.000 đồng. Ống hút thủy tinh. Màu ống hút này không hợp để mang đi nhưng lại là món đồ để ở nhà hoặc văn phòng tuyệt vời cho những người duy mỹ bởi vẻ đẹp sang trọng chỉ đồ thủy tinh mới có thể mang lại. Đặc biệt, màu ống hút này có kích thước lớn nên hợp với trà sữa hay các đồ uống đặc như mấy loại sinh tố lành mạnh mà các cô nàng vẫn thường uống để detox đẹp da, giảm cân. Một bộ ống hút và cọ vệ sinh đi cùng có giá rất cao, 21 USD, khoảng 489.000 đồng. Ống hút tre hữu cơ. So với các loại chất liệu trên, ống hút tre có tuổi thọ không lâu bằng nhưng lại khiến người dùng cảm thấy rất thanh thản khi phải vứt chúng đi. Tre là chất liệu thiên nhiên, dễ dàng phân hủy và không hề gây hại cho môi trường. So với các loại cây khác, cây tre phát triển nhanh, dễ trồng nên giá trị kinh tế cao hơn các loại cây gỗ khác. Vì vậy, đây là loại ống hút thân thiện môi trường được yêu thích nhất trên Amazon. Một bộ 8 ống hút tre hữu cơ và cọ vệ sinh của hãng Blue có giá niêm yết 22 USD và đang được giảm giá còn 15 USD, khoảng 349.000 đồng trên Amazon. Ống hút giấy. Một loại ống hút khác dễ dàng phân hủy trong môi trường chính là ống hút giấy. Nếu như những loại nêu trên thích hợp cho mỗi người tự sắm về dùng, thì ống hút giấy là giải pháp hữu hiệu cho những bữa tiệc tập thể cần dùng đến ống hút một lần. Thay vì loại ống hút nhựa, ống giấy tốt hơn với môi trường và lại đẹp mắt, sang trọng và mới mẻ nữa. Đây rõ ràng là giải pháp hay ho hơn ống hút nhựa đúng không nào? Một bộ ống hút giấy hữu cơ 24 cái của hãng Avoc có giá 4,6 USD, khoảng 107.000 đồng.